lý do mà các du học sinh không bao giờ chịu hiểu để rồi suốt ngày than vãn tại các khu cách ly, tại các thành phố của Việt Nam hiện nay. Câu chuyện du học sinh ồ ạt về nước tránh dịch, nhưng một vài người lên tiếng chê bai điều kiện cách ly bẩn, không thể ở được, khiến cho nhiều người bức xúc. Nếu các bạn cũng nằm trong số đó thì tôi nghĩ có thể các bạn đi quá lâu hoặc không am hiểu vấn đề và thực trạng mà chính các bạn và đất nước Việt Nam yêu dấu của chúng ta đang gặp phải bây giờ. Những ngày qua, hàng ngàn du học sinh và Việt kiều ồ ạt về nước trước khi các nước phương Tây đóng cửa, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Thì trở về nước có nghĩa là trở về với quê hương, gia đình, với nơi họ sinh ra và từng lớn lên. Tất cả phải trải qua 14 ngày cách ly tập trung trước khi trở lại cuộc sống bình thường. Mục đích của việc này không có gì khác ngoài hai chữ an toàn. An toàn cho chính bản thân họ, an toàn cho người sinh thành và cho những người xung quanh. Tuy nhiên những ngày qua, những người mới trở về lập tức lên mạng xã hội than vãn về điều kiện cách ly ở Việt Nam với những từ ngữ như kinh khủng khiếp thật sự, không dám đụng vào bất cứ cái gì hay không giống như review trên YouTube. Thậm chí còn có người bỏ trốn đi chơi, đi này nọ. Những lời nói trên khiến cho dư luận giận dữ trước thực tế cả nước đang gồng mình chiến đấu với đại dịch. Nếu các bạn là một trong số đó, tôi nghĩ các bạn nên đọc kỹ 3 điều dưới đây. Và đây là 3 lý do để các du học sinh ngừng kể khổ và phối hợp cách ly đúng quy định với cơ quan chức năng. Thứ nhất, các bạn đang tiềm ẩn nguy cơ lây bệnh. Có thể thấy hầu hết các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và lây nhiễm ra cộng đồng, hầu hết đều trở về từ các quốc gia bùng phát dịch như Ý, Anh hay Mỹ. Cập nhật đến ngày hôm nay, nước Ý là nước thứ hai trên thế giới sau Trung Quốc, với hơn 60.000 ca nhiễm, hơn 6.000 ca tử vong. Ý cũng rơi vào những ngày tang thương khi hàng trăm người mất trong vòng 24 giờ vì Covid-19. Mỹ là nước đứng thứ ba, khoảng hơn 50.000 ca. Tiếp sau đó là những nước như là Tây Ban Nha, Đức, Iran, Pháp, Hàn Quốc, Thụy Sĩ, Anh đều có số ca nhiễm tăng cao mỗi ngày. Trở về từ vùng dịch có nghĩa là các bạn đang tiềm ẩn nguy cơ nhiễm bệnh cao và lây lan cho cộng đồng. Cả nước đang bước vào 2 tuần thử thách để chống lại đại dịch thế giới. Việc cách ly 14 ngày đầu tiên là để an toàn cho bản thân của chính các bạn. Sau đó, đây cũng là trách nhiệm, sứ mệnh của mỗi công dân, với cộng đồng, với tổ quốc. Đã trở về Việt Nam, có nghĩa là các bạn được hưởng đầy đủ quyền lợi của một công dân Việt. Các bạn được chào đón, được chăm sóc y tế và được bảo vệ khỏi dịch bệnh. Vậy thì các bạn cũng phải thực hiện nghĩa vụ với tổ quốc bằng một hành động hết sức đơn giản là cách ly 14 ngày. Thứ hai, đi cách ly không phải là nghỉ dưỡng. Nếu các bạn đi du lịch hoặc nghỉ dưỡng, các bạn có quyền phàn nàn về dịch vụ kém hoặc tệ vì số tiền các bạn bỏ ra không xứng đáng. Tuy nhiên, nhìn vào thực tế, các bạn đang được cách ly an toàn, được cộng đồng chăm sóc và bảo vệ mà chưa tốn phí bởi các bạn là công dân Việt Nam. Có bao giờ các bạn nghĩ ai là người thức đêm chạy những chuyến xe đường dài chở các bạn về khu cách ly hay không? Ai là người phục vụ đồ ăn và thực phẩm tận phòng mỗi ngày 3 buổi cho các bạn? Ai là người ngày đêm canh gác, túc trực để đảm bảo không ai xâm phạm, tấn công bạn? Trong khi các bạn ngon giấc trên giường ngủ, có biết bao thanh niên phải nằm trên bìa cạc tông, trên nền đất. Họ cũng đều là những công dân Việt Nam, nhưng vì bạn, vì xã hội mà làm nhiệm vụ. Các bạn đòi sự bình đẳng. Vì những người đang hy sinh thầm lặng để chống dịch Covid-19, họ đã đòi hỏi gì từ các bạn? Trong những ngày này, Hà Nội đang đón hơn 20.000 người Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh đang đón khoảng 17.000 người Việt Nam trở về từ vùng dịch. Toàn bộ khu ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh lập tức trở thành địa điểm cách ly. Ngay trong đêm đã có hàng nghìn sinh viên và thanh niên phải dọn dẹp đồ đạc, phòng ốc để nhường lại không gian sinh hoạt cho các bạn. Với một số lượng người trở về quá lớn và ồ ạt như thế, công tác chuẩn bị chắc chắn sẽ gặp nhiều thử thách, nhưng tất cả đã cố gắng hết sức. Câu chuyện về đội phản ứng nhanh, tình nguyện dọn dẹp ký túc xá với hơn 120 tình nguyện viên đã trắng đêm dọn dẹp vật dụng, đồ đạc của sinh viên còn lại, chuyển đến các kho, kịp thời giúp ban quản lý ký túc xá chuẩn bị cho khu cách ly phòng chống Covid-19 đã khiến cho rất nhiều người cảm động. Nhưng bù lại, các du học sinh trở về nước đã nói gì? Nói không phải chứ ở đây kinh khủng khiếp thật sự, không biết sống sao, không dám đụng bất cứ cái gì trong phòng này hết. Không giống như mấy cái review trên YouTube đâu mọi người, một nữ du học sinh Mỹ chê ba điều kiện sống trong khu cách ly Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trên Facebook. Không thể sống nổi luôn ấy, như thế này là quá sức chịu đựng của mình rồi mọi người ơi. Wi-Fi không có cái gì hết. Mọi người làm ơn đặt trường hợp đang sống ở một nơi gọi là sạch sẽ đi. Xong về ở như thế này thì sẽ cảm thấy như thế nào? Nữ du học sinh Canada dùng những từ ngữ rất khó nghe về khu cách ly. Có 4 đến 8 người trong một phòng nhỏ và bẩn, không nệm, không quạt, không gối, không dịch vụ do đồ ăn, cơm 2 bữa một ngày. Một Việt kiều có tên là Lộc Selena, từ Bali, Indonesia về Việt Nam, đã viết như vậy trên Facebook cá nhân, mặc dù hình ảnh cô đăng tải có đầy đủ đồ dùng, quạt điện, nệm giày để sinh hoạt. Nhiều cựu sinh viên Đại học Quốc gia tỏ ra bức xúc. Thúy Hằng, 29 tuổi, là cựu sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết,
Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là nơi ở và sinh hoạt của biết bao thế hệ sinh viên, chứ không phải là nhà hoang để ghi nhận được chỉ trích như vậy. Ký túc xá nằm trong khu đất rộng lớn, cách xa đô thị ồn ào, không có khói bụi. Ký túc xá có thể cũ theo thời gian, chứ không thể bẩn thỉu như các bạn du học sinh nói. Bản thân mình cảm thấy khá buồn khi đọc được những bình luận đó. Vấn đề thứ ba, trở về Việt Nam để làm gì, nghỉ ngơi, thăm nhà hay được an toàn? Các bạn tự hỏi bản thân đi, mục đích các bạn trở về Việt Nam làm gì, để nghỉ ngơi, để thăm nhà hay là để an toàn? Một cựu sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh viết trên Facebook. Rõ ràng các bạn mới về Việt Nam để tránh dịch, nhưng các bạn lại có quá nhiều sự đòi hỏi thái quá. Một người khác bình luận, nếu các bạn có đầy đủ visa và giấy tờ hợp pháp, các bạn cũng không phạm tội, thì không có một đất nước hay quốc gia nào đuổi các bạn cả. Vậy thì lý do nào để các bạn trở về? Trong khi nhiều nước trên thế giới tỏ ra thờ ơ, thậm chí chủ quan khi Covid-19 bắt đầu lây lan, thì tại Việt Nam, công tác phòng chống dịch được thực hiện chủ động ngay từ những ngày đầu. Mọi công tác phòng chống và ngăn ngừa sự lây lan của Covid-19 được thực hiện đồng loạt ở các địa phương. Các thông tin về chăm sóc y tế và xét nghiệm đều được thực hiện khẩn trương và miễn phí nếu như bất kỳ một ai có dấu hiệu của dịch bệnh. 16 trường hợp nhiễm virus corona đầu tiên được chữa khỏi, trong khi thế giới, nhiều người phải bỏ mạng vì không được chữa trị kịp thời. Quay lại với câu hỏi, vì sao phải trở về? Câu trả lời chẳng phải là các bạn muốn được an toàn hay sao? Nam ca sĩ Na Thành Ly cũng từng viết một câu nói khiến nhiều cư dân mạng đồng tình. Câu nói mang tính thông điệp rõ ràng. Nếu không thoải mái, các bạn có thể hoàn toàn bút vé trở về nơi các bạn đã đi, để chỗ cho những người thật sự xứng đáng được quan tâm, chăm sóc. Đây không phải là lúc để du học sinh về nước đòi hỏi hay thể hiện sự ích kỷ của bản thân. Đây là lúc để mọi người cùng đồng hành góp sức chống đại dịch Covid-19 như những lời thơ trong bài Dịch bệnh rồi sẽ qua, hay là như bài ca Ở lại, tác giả Lương Đình Khoa gây xúc động những ngày qua.